mọi người nha. Giật máy luôn hả? Cái đó là cái máy cắt chép nha các bạn. Đó, giờ cái máy ảnh đang chuẩn bị đi cắt chép. Rồi cái máy này là cái máy dê các bạn ơi. Sẵn dịp mình quay cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn thấy mọi người cùng xem mấy chị đang đang cạn lúa nè các bạn ơi. Tự chế nha các bạn ơi, đây là nông dân mình tự chế sáng chế ra nha các bạn. Đây là cái máy này dùng đó. Đây là mình sử dụng để cho mình xài chét thôi các bạn, cắt chét vô, nó cắt chét vô rồi trả xuống là nó thành vậy nè các bạn ơi, cũng không có đâu có được sạch đâu các bạn hả. Rồi sao máy này cắt thấy gom quá nè các bạn thấy không, còn gom không à? Nó cắt xong rồi bắt đầu mình có cái máy chế cái máy gà dê gì nè. Ba chị chút cho em để mình về nha, quá đẹp luôn nha. Tính ra như mấy cái này vậy rồi sao hết ta, bỏ luôn ổn hết ta. Tí nữa quá độc đáo các bạn, cái này là kỹ thuật của nông dân mình nha các bạn ơi, rất là khéo léo nha các bạn nha.
mình chỉ tự chế ra thôi chứ tự chế rồi để mình làm mà các bạn. Đó, vậy đó là mình cứ về thôi. Quá hay các bạn ơi. Mình cũng tình cờ mình đi mình gặp nè các bạn rồi mình quay cho các bạn xem nha. Các bạn và mọi người cùng xem ủng hộ với mình nha. Mình chạy cái đoạn đường này cũng hơi xa lắm các bạn. Mấy trăm cây số là mình mới gặp nè các bạn.
cách xử lý của nông dân mình để mưu sinh các bạn ơi. Quay ra cho các bạn xem một cái máy đang đập ở ngoài nè các bạn ơi. Rồi xíu mình quay cái máy cho các bạn xem. Đó, cái máy đang đập ngoài đó các bạn ha. Rồi là xong cái đem vô đây cái đổ lên. Đổ lên để cho mấy chị em ở đây bắt đầu xúc đổ lên mình dê lại tiếp. Đó, là dê là vậy nè các bạn ha. Quá hay luôn các bạn ơi. Mình cũng mới thấy lần đầu tiên luôn. Đó thì mình cũng chưa gặp, mới thấy lần đầu luôn. Rồi tí xíu mình quay cái ra mình coi quay cái máy đập chét luôn ha các bạn ha, cắt chét mình cũng mới biết luôn. Mới biết luôn, tí xíu nữa mình quay này để mình coi mình biết luôn nha. Dê ở trên tràn vậy nè các bạn ha. Đó, trên tràn vậy đó. Nó lọt lúa xuống rồi dê ra nè các bạn.